đưa thi thể ngư dân Bình Định tử nạn trên biển vào đất liền. Chiều mùng 4 tháng 11, tàu cá BD-97105TS đã đưa ngư dân Bình Định tử vong khi đang đánh bắt cá trên biển vào đất liền và trình báo cơ quan chức năng. Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ ngày mùng 2 tháng 11, tàu cá BD-97105TS đang hành nghề đánh bắt cá ngừ đại dương tại vùng biển Trường Sa thì thuyền trưởng Lê Minh Tê, sinh năm 1987, trú tại cây vi Thạnh Xuân Bắc, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định, không may trượt chân ngã, tử vong. Các thuyền viên trên tàu nhanh chóng liên lạc với đất liền và dừng hoạt động khai thác để đưa thi thể nạn nhân vào bờ. Ngay khi nhận được tin từ tàu cá gửi về qua bộ đàm, vợ anh Tê đã làm đơn trình báo sự việc với đồn biên phòng cảng cá Quy Nhơn và trạm biên phòng Mũi Tấn. Hiện thi thể anh Tê đã được đưa vào bờ. Cơ quan chức năng hoàn chỉnh các thủ tục ban đầu, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Đại diện gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi.